mối thù Minh Mạng, Lê Văn Duyệt và bản án oan tàn khốc thời Nguyễn. Nói đến Tả quân Lê Văn Duyệt, hẳn đa phần đều oai danh. Xuất thân từ vị trí mặt trắng mà làm nên công nghiệp lớn lao, giúp vua Gia Long Trung Hưng vận nước, uy quyền lan tận ngoại bang. Ấy thế mà sau khi chết đi, lại bị án oan buộc mình, kể cũng nghiệt lắm. Cụ thể cho 7 tội nên trảm của Lê Văn Duyệt trong Việt Nam sử lược có kê ra đủ. Cụ thể là 1. Sai người đi riêng sang Diến Điện, âm kết ngoại giao. 2. Xin giao tàu Anh Cát Lợi đến thành để tỏ có quyền. 3. Xin giết thị vệ Trần Văn Tỉnh để khóa miệng người ta. 4. Kháng sứ xin lưu quan viên bổ đi chỗ khác. 5. Lập đảng mà xin tăng thọ cho Lê Chất. 6. Giấu chưa giấy ngự bảo. 7. Mộ cha, tiếm gọi là Lăng, đối với người ta, tự xưng là cô.